Rồi, đề bài nghe, cho hai nghiệm x1, x2 nè. Thì các bạn sẽ có tổng nè là x1 cộng x2, và tích nè là p bằng x1 nhân x2. Hai cái hàng ngày chính là hai nghiệm của phương trình ax bình cộng bx cộng c bằng 0. Có hai nghiệm là x1, x2. Thì hai nghiệm này có thể phân biệt gọi là nghiệm kép các bạn, hai nghiệm trùng nhau. Rồi, câu A đó là các bạn hãy tính x1 bình cộng x2 bình. Thì ở đây các bạn một là các bạn thuộc luôn, nó sẽ ra là x bình trừ 2b. Còn không các bạn chứng minh nè. Chứng minh x1 bình cộng x2 bình sẽ bằng nè. Thì ta thêm bao nhiêu thì ta bớt bấy nhiêu nha. Giờ là thêm 2x1 nhân x2 cộng x2 bình, viết lại nè. Thêm này đúng không? Thì trừ hàng này ra. Và từ đây tới đây có phải là hàng đẳng thức số 1 không ạ? Là A cộng B tất cả bình trừ này viết lại. Đó. Vậy bằng, đây chính là tổng nè, là S bình trừ 2 nè, đây là P nè, được chưa? Vậy câu A chứng minh xong. Ok chưa ạ?